Con gà cuống kể. Phần tiếp theo. Chuột bạch cung kính đứng dậy bằng hai chân, trình với đấng thống lĩnh danh mục các câu chuyện sẽ được kể hầu ngài theo thứ tự sau đây. Nàng cánh cam vốn là một tiên nữ dáng trần. Thuật lại vì sao nàng phải hóa thành loài bọ và phải vĩnh viễn khoác bộ áo màu xanh biếc. Đức ông bọ rùa kể chuyện tu nhân tính đức của mình. Hiệp sĩ xén tóc tường thuật cuộc phiêu lưu mạo hiểm khiến chàng bị cụt một bên râu. Võ sĩ bọ đa nói về ngọn nguồn tiếng kêu cút kít của mình và giải thích vì sao trên trán chàng lại mọc cái sừng, và cuối cùng cả cuốn sẽ trân trọng trình bày với đấng thống lĩnh sự tích. Chết đến đít vẫn còn cay. Chuột cống há mồm, vắt cái đuôi sang bên phải, theo cách của con nhà quyền quý, ngọt ngào nói với cánh cam. Nào, xin công nương hãy cho ta được thưởng thức câu chuyện kỳ thú của công nương. Cánh cam dõng dạc bước đến gần nơi chuột cống ngồi, cất giọng thỏ thẻ như rốt mật vào tai đấng thống lĩnh. Cánh cam kể chuyện hay quá, tể tướng Java phiên dịch tài quá, khiến bọ cống mê mẩn cả người, không thấy rằng bọ dừa, bọ đa, xén tóc, cả cuống đã lủi đi. Mỗi người một việc nhẹ nhàng, bí mật. Xén tóc leo lên miệng cống, gỡ các nút rác và cắt đứt các dây chằng. Bọ dừa, bọ đa lặng lẽ ủi đất bùn, mở lối thoát cho cả bọn. Cả cuống vốn biết bơi và lặn rất giỏi, dũng cảm lao mình xuống nước cống hôi thối, bất ngờ xuất hiện sau lưng chuột cống, đợi thời cơ. Cống ngầm đang âm u bỗng chốc sáng loà, các tiếng động trên đường phố vọng xuống. Đấng thống lĩnh các côn đồ chưa kịp định thần thì cả cuống đã nhanh như cắt xông tới, chích vào hông ngài một mũi đau điếng. Thế rồi xén tóc, bọ dừa, bọ đa theo cửa đã mở, dẫn chuột bạch, cánh cam thoát lên mặt đất. Cả cuống khuệnh khoạng rút ra sau cùng. Chàng đã dồn sức quá nhiều vào mũi chích để kẻ địch bước đi không vững. Xén tóc phải đích thân dắt chuột bạch từng quãng một, vì tể tướng Java bị giam trong ngục tối lâu ngày, ra ánh sáng mặt trời bị quáng cứ lớ ngớ như người say rượu. Mưa đã tạnh, nắng quái vàng rực. Cánh cam cất cánh bay vút lên cao, lượn vòng trên đầu các bạn quý yêu, vừa thoát khỏi hàm răng chuột cống. Cánh cam bay trinh sát để các bạn về tới đích an toàn. Câu chuyện này cả cuống đã kể tôi nghe đêm qua bên ngọn đèn sáng trên bàn viết tôi. Cả cuống đã bay từ cửa sổ vào và trò chuyện với tôi lâu lắm. Các bạn chắc không tin chuyện này có thật. Riêng tôi thì tôi tin vì hai lẽ. Một là không cần phải ai phiên dịch, tôi cũng nghe rõ và nhớ từng lời cả cuống nói. Hai là cậu con trai nhà số 63 phố tôi bỗng nhiên thấy con chuột bạch của mình trở về sau 6 tháng trời mất tích. Theo cậu ta kể lại, chuột bạch đã chui tọt vào cái lồng vẫn mở cửa và để nguyên chỗ cũ, mừng rỡ đánh vòng quay tít.